Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta sang một bài học mới, đó là bài đạo hàm và vi phân của một hàm số một biến thôi. Thế thì đấy cũng là một trong những cái chương khá quan trọng trong cái phần giải tích hàm một biến của chúng ta. Thế thì nhưng mà trước khi chúng ta vào bài học mới thì bài học trước thì chúng ta còn có một cái bài tập thầy cho về nhà đó. Thế thì thôi sẵn đây thầy muốn hướng dẫn nhanh qua cho các em. Để rồi thì chúng ta bước qua luôn cái phần chương mới là chương đạo hàm. Thế thì trước khi giải cho em cái bài tập đó thì thầy nhắc lại cái định lý của bài học hôm trước. Đó là người ta cho chúng ta một cái hàm số f được xác định trên một cái khoảng mở chứa cái điểm C. Và giả sử rằng f của chúng ta liên tục tại C và fc của chúng ta thì dương, tức là giá trị của hàm số tại C nó dương. Thế thì khi đó luôn luôn chúng ta sẽ có một cái khoảng mở chứa cái C này, chứa cái điểm C này, sao cho fx của chúng ta dương với mọi x thuộc vào cái khoảng mở y đó. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái định lý này để giải quyết cái bài tập về nhà như sau. Bài tập về nhà hôm tuần trước thì thầy có cho là chứng minh cái bất phương trình sau: không có nghiệm duy nhất, m mà trừ 1 tất cả x bình phương trừ 2 nhân 3 m mà cộng 1 x trừ m bình phương cộng 5 lớn hơn 0. Chứng minh cái bất phương trình này không thể nào có nghiệm duy nhất được. Thế thì trước tiên chúng ta xem cái hàm số f nó là cái vế trái của cái bất phương trình của chúng ta. Thế thì rõ ràng cái hàm f này của chúng ta nó là cái hàm số sơ cấp. Mà hàm số sơ cấp thì ta biết rằng nó liên tục trên tất cả những cái khoảng mà nó xác định, có nghĩa là nó liên tục trên cái R, bởi vì tập xác định của hàm số này của chúng ta là R. Thế thì bây giờ để chứng minh cái bất phương trình của chúng ta không thể có nghiệm duy nhất, thế thì bây giờ thầy giả sử nếu mà x0 của chúng ta là một nghiệm của bất phương trình thì thầy sẽ chứng minh rằng x0 này không thể nào là cái nghiệm duy nhất được, mà nó ngoài cái x0 này ra nó còn có thể có nhiều nhiều hơn cái nghiệm đó nữa, nhiều hơn, không phải x0 là nghiệm mà còn có thể nhiều hơn cái x0 đó nữa, cũng là nghiệm của bất phương trình, hoặc là bất phương trình vô nghiệm, hoặc nếu có nghiệm thì nó sẽ có nhiều hơn một nghiệm, thì nó ra được cái điều mà chúng ta phải chứng minh. Thế bây giờ nếu mà x0 của chúng ta là nghiệm của bất phương trình thì đương nhiên ta thay x0 vào biểu thức của vế trái thì nó phải lớn hơn không, mà biểu thức vế trái thì ta đặt nó là f. Cho nên nếu x0 là nghiệm thì đương nhiên ta thế vào vế trái, tức là fx0 phải lớn hơn không để nó phù hợp với cái chiều bất đẳng thức của bất phương trình đã cho. Mà vừa rồi thì chúng ta có cái định lý là nếu mà f liên tục tại x0 và fx0 dương thì bao giờ cũng tồn tại một cái khoảng mở chứa x0 đó để cho fx lớn hơn hẳn không. Thế thì do f liên tục trên R thì đương nhiên f liên tục tại x0. Do vậy mà theo định lý vừa rồi chúng ta sẽ có một cái khoảng mở y chứa x0, để sao cho x mà thuộc y thì fx của chúng ta lớn hơn hẳn không. Mà nếu x mà thuộc y mà fx lớn hơn hẳn không thì tất cả những giá trị x này của chúng ta đều là nghiệm của bất phương trình. Có nghĩa là ta kéo theo được là với mọi x thuộc y đều là nghiệm. Mà y là một cái khoảng mở, tức là nó gồm có vô số điểm chứa cái điểm x0, và tất cả những cái giá trị x của chúng ta nó thuộc vào cái khoảng mở đó, nó đều là nghiệm. Cho nên cái bất phương trình của chúng ta đương nhiên là nó sẽ có vô số nghiệm. À, như vậy thì chúng ta đạt đến một cái kết quả như thế này. Đó là nếu x0 là nghiệm thì lập tức nó có vô số nghiệm ngay, nó bao quanh cái điểm x0 đó. Hoặc là nếu mà nó không có là nếu, hoặc là giả sử là nó không có nghiệm, tức là nếu có nghiệm thì bao giờ cũng vô số nghiệm, hoặc là nó vô nghiệm. Mà vô nghiệm hoặc vô số nghiệm thì điều đó đương nhiên là bất phương trình không thể nào có nghiệm duy nhất được. Và đây chính là cái điều mà chúng ta phải chứng minh. À, như vậy thì thầy vừa mới giải quyết cho các em xong được cái bài tập về nhà. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị bước qua bài học mới, đó là cái bài đạo hàm. Thế thì bài học ngày hôm nay thì cái phần đạo hàm thì trình bày nó cũng tựa tựa như trong cái chương trình phổ thông cho các em.
Có điều một cái là nó hơi cao hơn một chút chút thôi, sâu hơn một chút thôi. Rồi bữa sau thì chúng ta lại tiếp tục cái bài đạo hàm một tí rồi qua đến vi phân nhé. Thế thì bài học mới của chúng ta hôm nay nó có tựa đề là đạo hàm và vi phân của hàm số. Thế bây giờ trước tiên thì chúng ta xem cái khái niệm đạo hàm nó như thế nào. Thầy cho hàm số f của chúng ta xác định trên cái khoảng mở chứa x0. Nếu như cái giới hạn sau đây các em, lim khi x dần đến x0 của cái phân thức sau đây, fx trừ fx0 chia cho x trừ x0, nếu mà cái giới hạn này của chúng ta tồn tại hữu hạn thì khi đó ta gọi cái giới hạn này là đạo hàm của hàm số f tại x0. Thế thì cái đạo hàm của hàm số f tại x0 này chúng ta được ký hiệu như thế này, đó là f phẩy, có dấu phẩy ở phía trên, tại x0. Và cái ký hiệu f phẩy x0 dựa trên định nghĩa vừa rồi thì nó chính là giá trị của cái giới hạn tại x0 của biểu thức fx trừ fx0 chia cho x trừ x0. Và dĩ nhiên giới hạn này xin lưu ý nó tồn tại hữu hạn. Đây là cái định nghĩa của hàm đạo hàm của hàm số tại tại một điểm. Thế thì với cái cách định nghĩa này đó, chúng ta còn có nhiều cách khác để diễn đạt cái định nghĩa này nữa. Thế bây giờ chúng ta hãy xem một số cái cách thức để diễn đạt thêm cái hình thức diễn đạt thêm cái đạo hàm tại một điểm của hàm số f như thế nào. Vừa rồi chúng ta có làm quen đến cái cách diễn đạt này rồi. Thế bây giờ nếu như bị thầy đặt cái delta x nó là cái hiệu số x trừ x0. Và khi đó thì cái delta x này chúng ta gọi nó là số gia của biến số x tại x0. Và thầy đặt tiếp delta y nó là hiệu số fx trừ fx0. Và nếu mà thầy biến đổi lại một tí xíu nữa, thầy biến đổi cái chữ x này nè, thầy rút cái x này ra, thầy chuyển trừ x0 sang trái thì ta sẽ có được x nó bằng x0 cộng delta x. Thầy thay cái x này bởi x0 cộng delta x trừ fx0, chúng ta viết lại. Và khi đó cái delta y này của chúng ta được gọi là số gia của hàm số tại x0. Thế thì bây giờ vậy vì với cái việc đặt như thế này thì đây là một cái hình thức để diễn đạt cái đạo hàm hàm số tại x0. Và chúng ta còn có một cách thức khác, đó là lim khi x tiến đến x0, có nghĩa là delta x của chúng ta lúc này tiến về không, thì lúc này ta thay cái điều kiện x dần đến x0 bằng điều kiện delta x dần đến không. Còn fx trừ fx0 chúng ta vừa mới đặt là delta y, còn x trừ x0 ta đặt nó là delta x. Nhưng mà nhiều khi lắm khi ta viết delta y chia delta x thì cái cách diễn đạt này nó cũng không được rõ nghĩa tại đâu. Cho nên là chúng ta viết cho nó rõ ra thì nó bằng lim khi delta x dần đến không, delta y ta vừa mới viết lại nó là f của x0 cộng delta x trừ fx0 ở đây. Tất cả chia cho delta x của chúng ta. Và ở đây thì nếu chúng ta quan sát thì chúng ta thấy cái delta x này của chúng ta nó là vô cùng bé khi delta x dần đến không. Do vậy mà nhiều khi trong quá trình chúng ta tính toán, chúng ta để cái delta x thì công việc biến đổi một cái biểu thức của chúng ta nó phức tạp, nhìn nhiều khi nó rối, cái hình thức nó làm cho nó rối bài toán. Do vậy mà chúng ta còn có thể nghĩ đến một cái cách diễn đạt khác. Đó là nếu mà chúng ta xem cái delta x của chúng ta như là một cái chữ nào đó, ví dụ như ta đặt nó là chữ h. Thì delta x tiến đến không thì ta dẫn diễn tả nó là h dần đến không. Thế thì ở đây chỗ nào có delta x thì ta thay nó là chữ h vào. Dưới mẫu là delta x thì ta cũng thay chữ h vào. Thì lúc đó cái công việc biến đổi nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ đỡ phức tạp hơn là chúng ta quan sát cái delta x. Vậy thì bây giờ vấn đề thực tế của chúng ta như thế này. Vậy thì khi nào chúng ta dùng cái hình thức nào để diễn đạt cái đạo hàm của hàm số tại một điểm? Thế thì thông thường như sau các em thực tế. Đó là khi mà đề bài yêu cầu chúng ta đi tính đạo hàm của một hàm số tại một điểm cụ thể nào đó, thì lúc đó chúng ta sẽ dùng cái cách diễn đạt đạo hàm bằng cái công thức ở trên này, f phẩy x0 bằng lim của fx trừ fx0 chia x trừ x0. Thế thì cái cách diễn đạt này nó rất lợi khi
chúng ta phải tính đạo hàm của hàm số tại một điểm cụ thể nào đó. Còn khi chúng ta tính đạo hàm của một hàm số tại một điểm tùy ý, thì chúng ta lại thường dùng với công thức thứ tư này, hoặc công thức thứ ba này. Công thức thứ ba hoặc công thức thứ tư. Còn cái công thức thứ hai thì chúng ta viết delta y chia delta x để mục đích cho nó dễ nhớ. Số ra của hàm số tại x0 chia cho số ra của biến số tại x0 thôi. Thế bây giờ thì chúng ta có thêm một số những cái khái niệm nữa liên quan đến đạo hàm. Đó là chúng ta có cái khái niệm đạo hàm bên trái tại x0 mà nó cũng giống như là giới hạn trái, nó cũng giống như liên tục trái vậy. Chúng ta ký hiệu nó là f phải x0 và mang dấu trừ để chứng tỏ nó là đạo hàm bên trái. Và nó là lim khi x dần đến x0 trừ của biểu thức fx trừ fx0 chia cho x trừ x0. Một cách tương tự, các em cũng có cái khái niệm đạo hàm bên phải tại x0. Và ta ký hiệu là f phải x0 cộng và là bằng lim khi x dần đến x0 cộng, tức là tiến về bên phải x0, của cái biểu thức fx trừ fx0 chia cho x trừ x0. Và dĩ nhiên, chúng ta thấy thông qua cái chương giới hạn, thì nếu mà f phải x0 trừ vẫn tồn tại hữu hạn, f phải x0 cộng tồn tại hữu hạn, và đạo hàm bên trái, đạo hàm bên phải bằng nhau nữa, thì đương nhiên hàm số của chúng ta cũng có đạo hàm tại x0. Ngược lại, nếu đạo hàm bên trái hoặc đạo hàm bên phải không tồn tại, hoặc ra vô cực, hoặc tồn tại hữu hạn nhưng lại khác nhau, thì điều đó chứng tỏ f của chúng ta không có đạo hàm tại x0. Nó giống như chương giới hạn, cho nên ở đây thầy lướt nhanh qua như vậy. Một chúng ta còn có một cái khái niệm nữa, đó là nếu f của chúng ta có đạo hàm tại mọi điểm thuộc cái khoảng AB, thì lúc đó ta nói hàm số f của chúng ta có đạo hàm trên cả cái khoảng AB đó. Nó cũng giống như cái chương liên tục của chúng ta vậy. Thế thì vừa rồi thầy mới làm lại một chút về lý thuyết đạo hàm. Thì cái chương đạo hàm nó cũng nhẹ thôi, chúng ta cũng sẽ lướt nhanh qua. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu theo dõi một số những cái ví dụ liên quan đến cái định nghĩa đạo hàm mà chúng ta vừa mới trình bày. Chúng ta xem một cái ví dụ thứ nhất. Thầy đề nghị chúng ta đi tính đạo hàm của hàm số tại x0 bằng 0 với hàm số của chúng ta được cho bởi biểu thức fx bằng x nhân cho x cộng 1 nhân x cộng 2 nhân vân vân nhân cho đến x cộng n, là dĩ nhiên n này của chúng ta là số tự nhiên. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta lấy đạo hàm bằng công thức bình thường rồi chúng ta thay x0 bằng 0 vào f phải, chuyện đó là không, nó phức tạp. Nó phức tạp hơn là cái việc mà chúng ta xem có thể dùng cái định nghĩa thể tính, các em thấy nó nhanh hơn nhiều. Thế thì lúc này chúng ta có được f phải 0 theo định nghĩa là gì? Là giới hạn khi x dần đến 0 của cái biểu thức fx trừ f0 chia cho x trừ 0. Thế thì nó bằng lim khi x dần đến 0. Thế thì phân số thì chúng ta thấy cái f0 này các em, ta thế x bằng 0 vào f thì ngay chỗ này nó bằng 0 rồi. Cho nên f0 của chúng ta bằng 0 và chúng ta không cần ghi nữa. Còn fx thì đề bài cho như thế nào thì ta chép lại như vậy thôi. Còn x trừ 0 thì nó chính là x. Và chúng ta thấy việc tính giới hạn này không khó rồi. X trên x dưới chúng ta đơn giản cho nhau hết. Và lúc này thì cái giới hạn còn lại của chúng ta nó không còn là dạng vô định nữa. Chúng ta thay x bằng 0 vào thì chúng ta thấy nó lần lượt bằng này 1, 2, vân vân cho đến n và nhân lại. Vậy nó bằng 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân chấm chấm cho đến n, nó chính là gì? Chính là n giai thừa. Và đây chính là đáp số của bài toán của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy cái việc mà đi tính đạo hàm tại một điểm thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức là lim của fx trừ fx0 chia x trừ x0 khi x dần x0, nó thuận lợi hơn. Và đối với cái ví dụ thứ nhất thì chúng ta thấy rằng thay vì chúng ta dùng công thức đạo hàm và thế x0 bằng 0 vào đạo hàm đó, nó sẽ lâu hơn là cái việc chúng ta đi dùng công thức, dùng cái định nghĩa trực tiếp để tính đạo hàm tại một điểm.
Chúng ta xem tiếp ví dụ số 2. Thầy cho hàm số f được định bởi fx bằng sin lũy thừa n nhân, xin lỗi, x lũy thừa n nhân sin của 1 chia x khi x khác 0 và bằng 0 khi x bằng 0. Tìm n thuộc n lớn là số tự nhiên, sao cho f của chúng ta có đạo hàm hữu hạn tại x0 bằng 0. À, như vậy thì để có đạo hàm hữu hạn tại x0 bằng 0 thì đương nhiên chúng ta phải đi tính f phải 0. Và theo định nghĩa ở đây số 0 là một con số cụ thể, cho nên chúng ta sẽ sử dụng công thức lim khi x dần đến 0 của fx trừ f0 chia cho x trừ 0. Thế bằng nhé, lim khi x dần đến 0, chúng ta thấy f0 của chúng ta khi x bằng 0 thì f của nó bằng 0, cho nên f0 này cũng bằng 0. Cho nên tử số lúc này nó chỉ còn lại là sin lũy thừa n nhân x lũy thừa n nhân sin của 1 chia x. Mẫu số là x. Chúng ta đơn giản bớt nhé. Bằng lim khi x dần đến 0, x lũy thừa n chia cho x thì ra được là x lũy thừa n trừ 1. Còn lại sin của 1 chia x. Chúng ta quay trở lại đề bài một chút. Đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm n để cho cái giới hạn này của chúng ta tồn tại, hữu hạn. Thế thì chẳng qua là chúng ta sẽ phải đi biện luận cái chữ n ở đây thôi, để làm sao cho cái giới hạn này của chúng ta nó tồn tại hữu hạn. Bởi đây chỉ có cái x lũy thừa n trừ 1 nó phụ thuộc vào n. Và xin lưu ý với các em rằng cái hàm số sin của 1 trên x là hàm số bị chặn. Nó bị chặn trong cái đoạn từ trừ 1 đến 1. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng với thầy biện luận ngay tại cái chỗ x lũy thừa n trừ 1 thôi. Giả thiết cho n thuộc là số tự nhiên thì chúng ta xem thử với n bằng 0 coi ra sao nhé. Với n bằng 0 ta thay vào đây thì ta có được là x lũy thừa trừ 1. Và ở đây thầy thêm cái trị tuyệt đối vào và chúng ta để ý như thế này này. Trị tuyệt đối của x lũy thừa trừ 1 tức là bằng 1 chia cho trị tuyệt đối của x, 1 chia trị tuyệt đối của x. Thế thì khi đó x dần đến 0 thì 1 chia cho trị tuyệt đối của x rõ ràng dần đến cộng vô cực. Mà hàm sin của chúng ta vừa rồi thầy bảo là nó là hàm số bị chặn. Khi x dần đến 0 nó cũng bị chặn nhé. Như vậy thì riêng cái x lũy thừa n trừ 1 ứng với giá trị n bằng 0 thì nó tiến ra vô cực. Tức là cái f phải 0 này của chúng ta, cái giới hạn này của chúng ta không thể nào mà hữu hạn được. Cho nên thầy kết luận rằng là f phải không thể nào hữu hạn được. Bởi vì cái chỗ này của chúng ta, cái x lũy thừa n trừ 1 của chúng ta lúc này nó ra vô cực rồi. Còn cái hàm sin này thì bị chặn, cho nên là không thể nào nó tồn tại hữu hạn được. Do vậy mà n bằng 0 này là chắc chắn không phải đáp số của bài toán. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp với giá trị n bằng 1. Nếu n bằng 1 thì ta thay vào đây thì ta có được là x lũy thừa 0 tức là bằng 1. Như vậy thì cái f phải 0 của chúng ta lúc này là lim khi x dần đến 0 của sin 1 chia x. Mà lim của sin 1 trên x khi x dần đến 0 trong bài học trước chúng ta đã biết cái giới hạn này không tồn tại. Để chứng tỏ không tồn tại bằng cách chúng ta cho hai cái dãy số cùng tiến đến 0. Nhưng sin của hai dãy số đó lại tiến đến hai giá trị khác nhau. Thôi thì nhân tiện đây thầy nhắc lại cho nghe một chút thôi. Nhanh thôi. Ví dụ các em chọn cho thầy hai cái dãy số sau đây. Dãy số thứ nhất AN là bằng 1 chia cho B chia 2 cộng cho 2NB. Và dãy số thứ hai là chúng ta chọn 1 chia cho 2NB. Thì lập tức chúng ta thấy ngay được cái dãy số, cái lim của sin 1 trên x khi x dần đến 0 là không tồn tại, là không xác định. Mà nó không xác định cho nên cái f phải 0 của chúng ta là không tồn tại. Mà không tồn tại cũng không phù hợp với bài toán. Như vậy n bằng 1 cũng không thể nào xác định được, không phải là đáp số của bài toán. Chúng ta xét những giá trị n lớn hơn 1 xem nhé. Khi n lớn hơn 1 thì ta để ý thấy một chỗ này.
Vậy thì trị tuyệt đối của x lũy thừa n trừ 1 nhân cho sin của 1 chia x. Thầy vừa rồi thầy nói hàm số sin này nó bé hơn hay bằng 1, trị tuyệt đối của nó bé bằng 1. Cho nên nó sẽ nhỏ hơn hay bằng trị tuyệt đối của x lũy thừa n trừ 1. Và khi đó chúng ta thấy khi x của chúng ta tiến đến 0 thì cái trị tuyệt đối của x lũy thừa n trừ 1 này cũng tiến về 0. Mà ở đây trị tuyệt đối của x lũy thừa n trừ 1 nhân sin 1 chia x bé hơn một dãy số, bé tiến về 0. Như vậy thì đương nhiên cái hàm x lũy thừa n trừ 1 nhân sin 1 chia x cũng tiến về 0. Mà khi nó tiến về 0 có nghĩa là cái giới hạn này nó bằng 0. Mà giới hạn này bằng 0 thì có nghĩa là f phải 0 của chúng ta nó phải bằng 0. Mà f phải 0 bằng 0 mà số 0 này là hữu hạn. Mà hữu hạn thì có nghĩa là cái n lớn hơn 1 này của chúng ta là đáp số của bài toán. Như vậy thì chúng ta vừa mới giải quyết xong cái ví dụ số 2 và liên quan đến cái việc đi tìm điều kiện để cho một hàm số đạt có cái đạo hàm hữu hạn tại cái điểm cụ thể nào đó. Bây giờ chúng ta chuẩn bị sang cái ví dụ số 3, thầy muốn giúp các em đi dùng định nghĩa để đi tính đạo hàm của một hàm số tại một cái điểm không cụ thể. Thì ta xem coi ta làm như thế nào. Đó là thầy đề nghị như thế này. Thầy cho cái hàm số f được định bởi fx bằng x lũy thừa n này. Và đề nghị tính cái f phải x. Và cái f phải x này dĩ nhiên là chúng ta tính bằng định nghĩa, chứ còn nếu không thì tính bằng công thức quá nhanh. N nhân x lũy thừa n trừ 1, chúng ta biết chuyện này từ lâu rồi. Nhưng mà ở đây mục đích của thầy muốn giúp cho các em cách dùng định nghĩa. Tại x, tức là x này của chúng ta không cụ thể một cách tổng quát. Do vậy mà tốt nhất chúng ta nên sử dụng cái cách diễn đạt đạo hàm như thế này hay nhất các em. Thầy diễn đạt nó bằng lim khi h tiến đến 0, cái h đóng vai trò là cái delta x của f x cộng h trừ fx tất cả chia cho h. Đó. Như vậy thì nó bằng nhé. Lim khi h dần đến 0 của x cộng h f x cộng h thấy vào đây. Thì chúng ta có được chỗ này là x cộng h lũy thừa n trừ fx của chúng ta là trừ x lũy thừa n chia cho h. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị dùng cái nhị thức Newton để khai triển cái nhị thức x cộng h lũy thừa n là ra. Thì lúc này chúng ta xem nhé, nó bằng lim khi x h, lim của khi h tiến đến 0. Thầy chuẩn bị khai triển cái này. Ta biết là x cộng h lũy thừa n nó bằng cn 0, cn 0 bằng 1 rồi chúng ta không ghi nhé, của x lũy thừa n. Như vậy tổng kết là cái số hạng đầu tiên của chúng ta là x lũy thừa n. Rồi cộng tiếp cho cn chập, ở đây chập 0 rồi thì đây chập 1, của x lũy thừa n là trừ 1 nhân cho h. Đây, nhị thức Newton của những năm phổ thông. Cộng tiếp cho cn chập 2, cái lũy thừa của x giảm dần đi, được x lũy thừa n là trừ 2 và lũy thừa của h tăng dần thì ra được h bình phương. Rồi cộng cho vân vân cho đến số cuối cùng của chúng ta, đó là cn chập n của h lũy thừa n. Đó, cái khái triển x cộng h lũy thừa n như thế này. Vậy thì ở đây còn lại là trừ cho x lũy thừa n tất cả chia cho h. Và ở đây thì các em quan sát cái x lũy thừa n này với x lũy thừa n này là chúng ta đơn giản hết rồi này. Và bây giờ thì chúng ta thấy tiếp nữa là những cái chữ h này chúng ta đơn giản đi. Đấy là chính là cái nguyên nhân mà nó gây ra cái dạng vô định 0 trên 0 đấy. Như vậy thì chúng ta xem thử coi chúng ta ra được cái gì. Nó bằng lim khi h dần đến 0. Ở chỗ này đơn giản cho h đi rồi thì còn lại cái gì ở đây? Cn chập 1 x lũy thừa n là trừ 1. H bình phương ta đơn giản đi chỗ này, còn lại cộng cho cn chập 2 x lũy thừa n là trừ 2. Vân vân. Còn là h bình ở đây, tức là còn lại h. Cho đến số cuối cùng của chúng ta đơn giản đi rồi thì đây chúng ta
Ở đây là h lũy thừa n, đây là h thì nó còn lại là cn chậm n, h lũy thừa n trừ 1. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta lại thấy tiếp cái chỗ này. Khi h dần đến 0 thì chỗ này tiến đến 0 các em. Chỗ này vẫn còn h, cả chỗ này dần đến 0. Như vậy thì giới hạn của chúng ta chỉ còn lại chỗ này, tức là cn chậm 1, x lũy thừa n trừ 1. Mà cn trừ 1 của chúng ta nó bằng mấy nhỉ? Nó bằng n, x lũy thừa n trừ 1 viết lại. Và đây chính là đáp số của ví dụ số 3 của chúng ta. À, như vậy thì chúng ta thấy cái việc mà đi tính đạo hàm của hàm số tại một cái điểm tùy ý thì chúng ta nên sử dụng cái cách diễn đạt đạo hàm là lim khi h tiến đến 0 của fx cộng h trừ fx chia cho h. Còn khi chúng ta tính đạo hàm tại một điểm cụ thể thì ta lại sử dụng cái cách diễn đạt là lim của fx trừ fx0 chia x trừ x0 khi x dần x0. Có hai cách diễn đạt như vậy. Thế bây giờ thì chúng ta chuẩn bị sang một cái định lý thầy muốn nói đến cái sự liên quan giữa cái đạo hàm và cái tính chất liên tục của hàm số, cái mức độ liên quan của nó như thế nào. Chúng ta có cái định lý sau đây. Thầy cho một cái hàm số f xác định trên một cái khoảng mở chứa x0. Và định lý này bảo như thế này. Nếu mà f của chúng ta có đạo hàm tại x0 thì lập tức hàm số của chúng ta liên tục tại x0. Thầy chứng minh cái định lý này một chút nhanh thôi. Thế bây giờ do f của chúng ta có đạo hàm tại x0 cho nên cái giới hạn khi x dần đến x0 của fx trừ fx0 chia cho x trừ x0, cái giới hạn này phải tồn tại hữu hạn. Hữu hạn các em, ở đây thầy nhấn mạnh cái chữ hữu hạn. Mà cái giới hạn này nó tồn tại hữu hạn, tức là nó không ra vô cực, thì chắc chắn rằng sẽ có một cái lân cận tại cái điểm x0. Cái lân cận đó thầy ký hiệu là chữ y. Delta của chúng ta dương, cái đây là cái khoảng mở chứa x0, một cái lân cận tại điểm x0. Để sao cho, và cũng có một cái số thực em, mà sao cho cái trị tuyệt đối của fx trừ fx0 chia cho x trừ x0 này nó phải nhỏ hơn cùng lắm là bằng m với mọi x thuộc y, dĩ nhiên x khác x0. Sở dĩ nó phải nhỏ hơn cái số m này là bởi vì nếu mà nó lớn hơn một cái số dương nào đó, cứ hễ cho nó lớn hơn một số dương tùy ý nào đó, thì cái giới hạn của chúng ta, cái fx trừ fx0 chia cho x trừ x0 này lập tức nó không còn là hữu hạn nữa. Các em đồng ý nhé, nó phải bé hơn hay bằng một cái số m nào đó. Dĩ nhiên m này là số dương cụ thể nào đó với x thuộc vào cái lân cận của điểm x0. Từ đây chúng ta kéo theo được là trị tuyệt đối của fx trừ fx0 nhỏ hơn hay bằng m. Ta nhân chéo cái trị tuyệt đối x trừ x0 sang phải số dương cho nên nhân lên bất đẳng thức không đổi chiều. Trong này là x trừ x0. Và chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng m nhân trị tuyệt đối x trừ x0 của chúng ta dần về 0 khi x tiến đến x0. Mà cái trị tuyệt đối này nhỏ hơn hay bằng một cái hàm số dần về 0 khi x dần đến x0, cho nên cái trị tuyệt đối của fx trừ fx0 cũng phải tiến về 0 khi x tiến về x0. Điều đó có nghĩa là lim của fx khi x tiến đến x0 phải bằng fx0. Và đây là cái điều chứng tỏ rằng f của chúng ta là hàm số liên tục tại x0. Đây chính là điều phải chứng minh. À, như vậy thì một cách tóm tắt lại, thầy đã chứng minh cho các em một cái định lý là nếu f có đạo hàm tại x0 thì f liên tục tại x0. À, như vậy thì một vấn đề đặt ra như thế này, như đầu bài học thầy có nói. Nếu f có đạo hàm tại x0 thì f liên tục tại x0. Chúng ta đang bàn đến cái quan hệ giữa đạo hàm và liên tục. Vậy thì mệnh đề ngược lại, nếu f không liên tục tại x0 thì chắc chắn rằng f không có đạo hàm tại x0.
MACD phản đảo. A kéo theo B thì tương đương với 0B kéo theo 0A. Cho nên F có đạo hàm tại X0 dẫn đến F liên tục tại X0, nghĩa là F không liên tục tại X0, chắc chắn F không có đạo hàm tại X0. Nhưng nếu F có liên tục tại X0, F liên tục tại X0 thì chưa chắc F đã có đạo hàm tại X0. Để thuyết phục cái điều mà thầy nói với các em, chúng ta xem một số những cái ví dụ mà liên quan giữa đạo hàm với liên tục nhé. Chúng ta coi một cái ví dụ thứ tư trong bài học ngày hôm nay. Thầy cho hàm số f được định bởi fx bằng x cộng cho căn x bình phương chia x khi x khác không và bằng 1 khi x bằng không. Đề bài yêu cầu chúng ta khảo sát sự liên tục và có đạo hàm của f tại cái điểm x0 bằng 0. Trước hết chúng ta khảo sát sự liên tục trước nhé. Đối với hàm số f này của chúng ta cho như thế này nó hơi khó, thầy viết lại cái biểu thức f cho nó rõ hơn. Thế thì chúng ta diễn tả hàm số f như thế này. Trước hết thầy có được x cộng cho, nếu mà cái x bình phương này của chúng ta đưa ra ngoài căn nó là trị tuyệt đối của x, chia cho x khi x khác không, và dĩ nhiên bằng 1 khi x bằng 0, viết lại nó bằng tiếp nhé. Ta phá cái trị tuyệt đối của x đi bằng cách chúng ta chia trường hợp thôi. Dĩ nhiên x khác không thì chỉ còn lại hai, x dương và x âm. Vậy khi x dương thì trị tuyệt đối của x bằng chính nó, tức là bằng x, x chia x bằng 1. Như vậy nó còn lại gì? X cộng cho 1. Còn khi x của chúng ta âm thì cái trị tuyệt đối x này bằng trừ x, trừ x chia cho x là trừ 1. Như vậy thì biểu thức f của chúng ta sẽ ở chỗ này là x viết lại và chỗ này là trừ 1. Còn khi x bằng 0 thì nó bằng 1 theo giả thiết cho rồi. Mà nếu chúng ta để ý với nhau một chút thì ở cái biểu thức trên đó mà, với giá trị x bằng 0 thì ta có nó bằng 1. Như vậy ta có thể gộp hai cái trường hợp 1 và 3 lại cho nó gọn. Và ta viết lại như sau. Nó sẽ bằng x cộng 1 khi x lớn hơn hay bằng 0, thì gộp cả hai trường hợp 1 và 3 lại cho đẹp. Và bằng x trừ 1 khi x nhỏ hơn 0. Thế bây giờ trước hết ta xét cái sự liên tục trước nhé. Bằng cách ta đi tìm lim của fx khi x dần đến 0 cộng, tức là tiến về bên phải của số 0. Do đó x lớn hơn 0. Mà x lớn hơn 0 thì đương nhiên mang biểu thức ở trên. Mà mang biểu thức ở trên thì x dần đến 0 nó không phải là dạng vô định. Thay x bằng 0 vào chúng ta có ngay ở đây nó bằng mấy nhỉ? Nó bằng 1. Đúng không nào? Xin lỗi, ở đây thầy thay nó bằng số 1 nhé, thầy viết nhầm. Không phải là số 2 đâu mà là số 1. Rồi ta tương tự như vậy, ta có được lim của fx khi x dần đến 0 trừ, tức là nó bé hơn 0. Bé hơn 0 thì ta thay vào đây thì ta thấy nó bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ 1. Ở đây là số 1 nhé. 1 và trừ 1 đương nhiên là khác nhau. Mà khác nhau thì đương nhiên là giới hạn trái và phải khác nhau, thì đương nhiên f của chúng ta không liên tục tại x0 bằng 0. Mà không liên tục tại x0 bằng 0 thì dứt khoát nó không thể có đạo hàm tại x0 bằng 0. Chúng ta khẳng định luôn được điều đó. Và chúng ta không cần phải xét tới cái định nghĩa của đạo hàm chi nữa. Và ta có kết luận luôn, f của chúng ta không có đạo hàm tại x0 bằng 0. Và chúng ta thấy rất nhẹ. Trước khi qua ví dụ mới thầy nhắc lại đây là số 1. Rồi như vậy thì chúng ta thấy thông qua cái ví dụ số 4, chúng ta cái chương liên tục chúng ta đã học khá nhiều. Thế thì nếu mà hàm số của chúng ta mà nó không liên tục tại điểm nào thì ta kết luận được ngay các em là cái hàm của chúng ta không có đạo hàm ngay tại những cái điểm đó. Nhưng mà bây giờ vấn đề thầy muốn đặt ngược lại. Vậy thì nếu mà nó liên tục tại cái điểm đó thì vấn đề nó có đạo hàm tại điểm đó được hay không? Chúng ta quan sát tiếp ví dụ số 2 sau đây. Đó là thầy cho cái hàm số f được định bởi fx bằng x bình phương khi x lớn hơn hay bằng 0 và bằng x khi x bé hơn 0. Cũng mang cái câu hỏi tương tự khảo sát sự liên tục và có đạo hàm của f tại x0 bằng 0. Thế bây giờ trước hết thầy xem coi nó liên tục trước nhé.
Thế thì bằng cách chúng ta đi tìm lim của fx khi x dần đến 0 cộng. Mà 0 cộng tức là x lớn hơn 0 thì nó mang biểu thức ở trên, nó ra được x bình phương. Ta thay x bằng 0 vào đây thì ta có được nó bằng mấy? Bằng 0. Ta đi tìm tiếp lim của fx khi x dần đến 0 trừ, tức là x bé hơn 0. X bé hơn 0 mang biểu thức ở dưới là x thay x bằng 0 vào, ta có cũng bằng 0 nữa. Như vậy giữa hạn trái và phải của f tại 0 bằng 0. Cho nên ta kết luận được mà f0 cũng bằng 0 nữa, cho nên f cũng liên tục tại x0 bằng 0. Nhưng mà bây giờ ta xem thử f có đạo hàm tại x0 bằng 0 được hay không. Chúng ta xem nhé. Thế thì ta có được f phải 0 trừ xem coi ra sao. Ta tính ra đạo hàm trái, đạo hàm phải tại 0. Theo định nghĩa ở đây, số 0 của chúng ta là con số cụ thể ta nên sử dụng lim khi x tính đến 0 trừ của fx trừ f0 chia cho x trừ 0. Cách diễn đạt này là tốt nhất cho một cái số cụ thể. Thế thì như vậy nó bằng nhé. Lim khi x tiến đến 0 trừ. Chúng ta thấy này, 0 trừ tức là x nhỏ hơn 0. X nhỏ hơn 0 cho nên f của chúng ta mang cái biểu thức ở dưới, tức là x. Còn f0 thì ta biết thế x bằng 0 vào nó bằng 0 rồi, chia cho x. Mà x chia cho x bằng mấy? Bằng 1. Cho nên lim khi x dần đến 0 cũng bằng 1. Còn đối với đạo hàm bên phải tại 0 thì ta dùng định lý, ta dùng cái định nghĩa là lim khi x dần đến 0 cộng của fx trừ f0 chia cho x trừ 0. X dần đến 0 cộng tức là x lớn hơn hẳn 0. Mà x lớn hẳn 0 thì nó mang biểu thức ở trên, đó là x bình phương. Như vậy nó bằng lim khi x tiến đến 0 cộng. Fx của chúng ta bây giờ nó là x bình phương. Và f0 vẫn tiếp tục bằng 0. Chia cho x. X bình phương chia x đơn giản đi còn lại x. X dần đến 0 thì đương nhiên nó bằng 0. À, chúng ta quan sát đạo hàm trái và đạo hàm phải tại x0 bằng 0 là khác nhau. 1, 0. Mà đạo hàm trái và phải khác nhau thì đương nhiên hàm số f của chúng ta rõ ràng không thể có đạo hàm tại x0 bằng 0 được. À, như vậy thì qua cái ví dụ này thì chúng ta thấy rằng một hàm số liên tục tại x0 bằng 0 thì chưa hẳn có đạo hàm tại x0 bằng 0. Nhưng mà nếu mà chúng ta khẳng định như thế này các em bảo rằng là ủa như vậy thì thôi thì thầy nói luôn đi, f liên tục tại x0 bằng 0 thì nó không có đạo hàm, cũng chưa chắc lúc có, lúc không có đạo hàm nhé. Điều đó không kết luận được điều gì hết. Thế bây giờ thì chúng ta có một cái bài tập nho nhỏ cũng liên quan đến cái chuyện này một chút, để chúng ta thấy cái sự liên quan cái liên tục với cái đạo hàm, giống như bài tập về nhà thôi mà. Để nếu làm bài tuần sau thì thầy sẽ sửa cái đề bài tập của chúng ta như sau. Đó là thầy cho cái hàm số phi liên tục tại A và phi A khác không. Chứng minh rằng hàm số fx bằng trị tuyệt đối của x trừ A nhân phi x không có đạo hàm tại A. Và đây là cái bài tập mà chúng ta cố gắng làm. Thế thì tuần sau thì chúng ta cũng sẽ bài học tiếp theo đó, thì chúng ta cũng sẽ học tiếp về cái phần đạo hàm. Rồi sau đó thì thầy sẽ sửa cho các em cái bài tập mà thầy vừa mới cho ở đây. Thế thì bài học của chúng ta đến đây là hết. Thầy hẹn gặp lại các em trong bài học sau. Thân ái chào các em.